Ôi, xin chào quý vị anh chị nha. Rồi, mấy hôm nay trời mưa quá. Rồi, đây số nhà bón cũng nhiều rồi nha anh chị. Đó, hôm nay là quan trị nhiều số lắm. Mà bón người ta cũng mua sắp sắp rồi cũng nhiều rồi. Thôi giờ còn bao nhiêu thì em quay bao nhiêu cho anh chị mình xem nha. Số 59 nè, đầu tiên nè, quan trị nè, 59. Đó, 61, 75, 64, 66, 93, 08, 44, 29, 52, 47, 06, 30, 06 này số cũng đẹp xong, 606 này, 89, 38, 63, 72, 81, 90, 10, 24, 33, 42, 15, 235, 226, 217. Trời, Quận Bình 20 tờ, 77, 12. Đó, số Quận Bình đẹp không? 006612. Ê, trời. Rồi, đây là những con số. Đó, giờ này cũng khoảng 12 giờ rồi. Để những con số may mắn tiếp theo không biết người nào chiều hôm nay mua sẽ trúng đây. Hả? Rồi thì anh chị nào mua số cứ điện thoại cho em 0968 624 712, Zalo kết bạn luôn, có gì em chụp hình gửi giữ với số cho anh chị luôn nha. Hả? Thì cảm ơn quý vị anh chị đã xem video nha. Chúc anh chị chiều nay mua những tài giấy số được may mắn phát lộc phát tài nha. Hả? Tài lộc đều đến với mọi nhà nha. Anh chị nào mình trao giấy số thì cầu lộc cầu tài hay xui đó, chúng ta đi đêm có ngày gặp hoa thôi. Mua giấy số cũng vậy, có ngày trúng không đó. Mua giấy số và kiên trì, không như cô gái vậy. Anh chị mình mấy anh thanh niên cô gái phải kiên trì thì mới cua được đó. Mua giấy số cũng vậy, chúng ta đi buôn ma túy hoài, có ngày người ta điều tra hoài tụng bét à, để ý người ta theo dõi tụng bét. Em trộm cũng vậy, em trộm mà em trộm hoài người ta cũng bét, mua giấy số cũng vậy thôi, mua hoài có ngày cũng trúng. Này phải kiên trì nha anh chị. Rồi những số chiều hôm nay chúc cho anh chị may mắn nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Anh chị mua số thì ở khu vực này cái điện cho em giữ số cho đó. Em ở đậu 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tên là Viên Ngọc Tài. Đó. Rồi cây xăng chỗ đây, xăng vào Tịnh Đông gần Tịnh Bét. Đó. Trên quốc lộ 24B. Đó, đã đổi. Đó, ngay chỗ kế sinh đường mà nhân qua đường. Đó. Nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều.